chết ven biển miền Trung nghiêm trọng chưa từng thấy. Ông Phạm Khánh Ly, Phó Vụ trưởng Vụ nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ông đang cùng đoàn kiểm tra vào các tỉnh miền Trung để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Khánh Ly để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Phóng viên đặt câu hỏi, những ngày qua các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Tổng cục Thủy sản cho biết thông tin cụ thể hơn. Ông Phạm Khánh Ly thông tin, Tổng cục Thủy sản đã nắm được thông tin. Đầu tiên, hiện tượng cá chết xuất hiện tại vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh và sau đó lan ra vùng biển từ Quảng Bình, Quảng Trị. Hiện tại, người dân các địa phương ven biển rất hoang mang. Sau khi nhận được báo cáo từ các địa phương, ngày 20 tháng 4, đoàn kiểm tra của Tổng cục Thủy sản đã vào các tỉnh miền Trung. Chúng tôi đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh đi kiểm tra khảo sát thực địa. Sáng 21 tháng 4, Tổng cục Thủy sản tiếp tục cử thêm các đoàn kiểm tra gồm vụ khai thác thủy sản, vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 tiếp tục vào để kiểm tra tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Chúng tôi vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng Hà Tĩnh và bắt đầu đi thực địa. Các sở ban ngành ở Hà Tĩnh đã lấy mẫu xét nghiệm, cũng có những nhận định ban đầu được họ đưa ra như có thể yếu tố gây độc trong môi trường nước. Về phần người dân, họ cho rằng ô nhiễm nguồn nước do các nhà máy tại khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh xả thải gây độc. Đoàn kiểm tra Tổng cục Thủy sản đang nắm bắt tình hình và đang làm rõ. Trả lời câu hỏi về hướng điều tra của đoàn Tổng cục Thủy sản là gì? Lãnh đạo vụ nuôi trồng thủy sản cho biết, chúng tôi nắm bắt tình hình từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh và thực tế tại nơi xảy ra cá chết hàng loạt, ghi nhận các ý kiến của người dân, sau đó về phân tích tình hình và làm báo cáo, hướng xử lý. Chúng tôi không lấy mẫu để xét nghiệm, cái đó là công việc của các ban ngành của địa phương và họ cũng đã làm rồi. Phóng viên đặt câu hỏi, hiện tượng cá chết hàng loạt vì nhiễm độc nước biển đã xảy ra bao giờ chưa và mức độ nghiêm trọng hiện như thế nào? Ông Phạm Khánh Ly cho biết, theo tôi được biết, từ trước đến nay, ở vùng biển nước ta, cá chưa bao giờ chết hàng loạt vì nhiễm độc nước như thế này. Tôi đánh giá sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe của người dân, cũng như việc nuôi trồng kinh doanh thủy hải sản. Vì vậy, đoàn kiểm tra phải phân tích rất cẩn thận để có hướng xử lý tốt nhất.